Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm đó Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thế vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay Chúa Giêsu làm một phép lạ chữa lành người bại liệt, và người bại liệt này được người ta đưa đến cho Chúa Giêsu. Và lời khẳng định của Chúa Giêsu để chữa lành người bại liệt này là như thế này: "Này con, đứng dậy mà đi vì tội con đã được tha." Có một thứ ù lì, bại liệt, làm tê liệt đời của chúng ta. Đó là sự ù lì và tê liệt ở trong tội. Cái sự ù lì và tê liệt ở trong tội còn nặng hơn là sự tê liệt, bại liệt thể lý, ù lì thể lý. Sự ù lì và tê liệt ở trong tội là cách người ta khước từ tình thương của Thiên Chúa. Người ta không còn muốn nhận ra và sống theo tình thương của Thiên Chúa nữa, cho dù họ đã từng, đã thấy, đã kinh nghiệm, đã đụng chạm, hay đã một lần cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong đời của mình. Nhưng giờ đây, vì một sự kiện, vì một biến cố nào đó trong đời sống khiến họ không còn thấy Thiên Chúa nữa, khiến họ không nhận ra Thiên Chúa là cha yêu thương họ, đấng nhân từ, luôn bao bọc che chở cuộc đời của họ nữa. Và họ nằm lì trong sự tê liệt đó, trong sự bại liệt đó. Điều đó thật kinh khủng. Vì Thiên Chúa lúc này trở nên một vị quan án, một đấng xét xử, một đấng không dính dự gì đối với cuộc đời của họ. Một vị Thiên Chúa không còn can dự vào cuộc đời của họ nữa. Một vị Thiên Chúa bị người ta loại bỏ do sự thờ ơ, vô cảm, dửng dưng. Bởi vì đã một lần trong đời của họ cầu xin với vị Thiên Chúa mà họ đã kinh nghiệm là nhân từ, là thương xót, là yêu thương họ đó, đã không được nhầm lời. Và họ bỏ luôn, lãng quên luôn, nằm lì luôn trong tình trạng đó. Chúng ta gọi là ù lì và tê liệt trong tội. Ù lì và tê liệt trong tội còn là cách khi mà người ta phạm tội nhưng họ sợ trỗi dậy. Họ sợ tin vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Bởi vì trong cách hiểu của họ, có thể là vì giáo lý, có thể vì lối sống của những người xung quanh, khiến cho chúng ta trình bày một vị Thiên Chúa rất đáng sợ. Một vị Thiên Chúa là đấng để thưởng công kẻ lành và phạt kẻ dữ một cách công thẳng. Và họ sợ vị Thiên Chúa bởi vì tình trạng tội lỗi của họ. Họ mất niềm hy vọng và cậy trông vào Thiên Chúa. Sự tê liệt và ù lì trong tội đó đáng sợ hơn là sự tê liệt, ù lì, bại liệt về mặt thể lý. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở và mời gọi chúng ta, mỗi người. Chúng ta hãy trỗi dậy. Có thể là trong cách sống của chúng ta,
cách trình bày của chúng ta về một vị Thiên Chúa rất đáng sợ. Và chúng ta kiên định trong cái lối sống ấy, đưa Thiên Chúa ra để dọa dẫm người khác, đưa Thiên Chúa ra để hù dọa người khác, và làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa trở nên một vị quan án xét xử. Có thể nói khi chúng ta sống như thế, chúng ta cũng đang ở trong tình trạng bại liệt, ù lì về cách hiểu của mình, về đời sống của mình đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chúng ta tin. Chúng ta với lời Chúa nhắc nhở và mời gọi hôm nay, nếu chúng ta là những người có tội, nếu chúng ta là những người mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa, không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, chúng ta đang nằm lì, đang bại liệt, đang tê liệt ở trong tình trạng tâm hồn của chúng ta, dưng thờ ơ với vị Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa không còn dính dự gì đối với đời sống của chúng ta nữa, không còn can thiệp, không còn chỗ trong đời sống của chúng ta nữa, thì xin cho chúng ta biết trỗi dậy. Hay nói cách khác, xin cho chúng ta biết thực hiện một lời cầu xin với Chúa. Chúng ta tự mang chính mình đến với Chúa, hay nhờ anh chị em của chúng ta mang chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện, để xin Chúa chữa lành sự bại liệt tâm hồn, sự tê liệt đức tin, sự tê liệt trong niềm hy vọng, sự tê liệt trong niềm cậy trông, sự tê liệt trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, để chúng ta được chữa lành và chúng ta đứng dậy sống cuộc sống của chúng ta trong một niềm hân hoan, trong một sự tươi mới, trong một niềm khích lệ cho chính mình và cho anh chị em của mình. Amen.